Gần 10 ngày giao tranh dữ dội diễn ra tại khu vực điểm nóng Kursk, vùng biên giới của Nga. Mục tiêu của Ukraine là đẩy lửa của cuộc xung đột sang lãnh thổ của Nga, đảo ngược chiến thắng từ ổ kiến lửa Kursk. Kiev có thể tấn công sang các vùng lãnh thổ khác của Nga. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine cũng nhận đáp trả khốc liệt từ Nga, duy trì đánh để đàm. Nhưng liệu rằng một trọng tâm khác của Ukraine là cải thiện vị thế trên bàn đàm phán tiềm năng với Nga có thành hiện thực? Chúng ta sẽ cùng thảo luận trong bình luận quốc tế ngày hôm nay. Phải vài ngày sau khi lực lượng Ukraine tấn công vào khu vực Kursk của Nga, giới lãnh đạo Kiev mới bắt đầu phá vỡ bầu không khí im lặng, đưa ra những bình luận về vụ việc. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, dù không trực tiếp nói về các hoạt động leo thang giao tranh ở hai khu vực Kursk và Belgorod, song Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, Nga đã mang chiến tranh đến đất nước của chúng tôi và họ phải nếm mùi chính những gì họ đã làm. Ông Zelensky cũng đã xác định sự cần thiết phải gây sức ép lên Nga để đưa chiến tranh đến gần hồi kết hơn. Theo báo Ukraine Pravda, trong bài phát biểu hàng đêm ngày 11 tháng 8 năm 2024, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, chúng tôi ghi chép lại tất cả địa điểm mà quân đội Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công, trong đó có vùng Belgorod, Kursk và các khu vực khác. Chỉ tính riêng từ đầu mùa hè năm nay, gần 2.000 cuộc tấn công đã được thực hiện từ các huyện của vùng Kursk thuộc Nga nhắm vào vùng Sumy của chúng tôi. Trong đó có sử dụng pháo, súng cối, máy bay không người lái. Chúng tôi cũng ghi chép lại mọi cuộc tấn công bằng tên lửa và mỗi cuộc tấn công này đều xứng đáng bị đáp trả công bằng. Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng mục tiêu của Kiev là đẩy lửa mặt trận sang lãnh thổ Nga, thế trận đa mục tiêu của Ukraine nhằm muốn đảo ngược chiến thắng của Điện Kremlin. Các cố vấn của ông Zelensky tỏ ý tình hình ở Kursk buộc phía Nga phải tăng cường lực lượng đến đây nhằm phân tán năng lực tấn công của Nga ở khu vực Donbass. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak nói rằng các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine là cần thiết để bắt đầu đàm phán với Nga, bởi vì người Nga có thể ngồi vào bàn đàm phán và bạn chỉ có thể nhận được thứ gì đó từ họ nếu họ hiểu rằng cuộc chiến sẽ không diễn ra theo kịch bản của Moscow. Theo ông Podolyak, chỉ có thể đạt được sự nhượng bộ từ Nga bằng cách khơi dậy nỗi sợ hãi trong nước này và các cuộc tấn công vào lãnh thổ sẽ tạo ra phản ứng. Như vậy sẽ khiến Nga tăng chi phí chiến tranh và gây bất ổn cho xã hội. Vậy tại sao giới chức Ukraine lại kín tiếng, không vội vàng đưa ra tuyên bố sau khi đổ bộ tấn công vào vùng lãnh thổ biên giới của Nga, chịu đựng những trận bão thông tin từ cả phía Nga và phương Tây? Nguyên nhân chính xác có thể sẽ là gì? Đầu tiên, đáng chú ý là việc Ukraine vừa phải hứng chịu một cú đòn chính sách đối ngoại khá mạnh, cũng chính vì những phát ngôn mạnh bạo. Cụ thể, một vụ bê bối ở Tây Phi, vào cuối tháng 7 năm 2024, Tổng cục Tình báo Ukraine đã tuyên bố về việc hỗ trợ quân nổi dậy Mali trong một chiến dịch quân sự chống lại lực lượng Wagner của Nga. Nhưng phản ứng của Mali trước điều này lại khiến Ukraine không ngờ tới. Các quốc gia châu Phi cáo buộc Kiev hỗ trợ khủng bố và hiện đang nêu bật chủ đề này tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Nỗ lực bác bỏ mọi tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine và Tổng cục Tình báo không giúp ích được gì. Mali và Niger đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine và có khả năng đây không phải là những nước cuối cùng. Có thể những câu chuyện phát ngôn gần đây đã ảnh hưởng đến hành động của Kiev liên quan đến sự kiện ở khu vực Kursk của Nga, buộc chính quyền Ukraine phải suy nghĩ thận trọng trước khi đưa ra những tuyên bố. Hơn nữa, những gì đang xảy ra lần này liên quan trực tiếp đến phương Tây. Trong những tháng gần đây, mặt bằng cơ sở cho các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Ukraine đã được chuẩn bị từ các phía khác nhau. Các tín hiệu thường xuyên được phát đi từ châu Âu, phương Tây và cả từ các bên xung đột là Ukraine và Nga. Các nước thứ ba rất tích cực và sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải. Đích thân Tổng thống Putin đã nêu rõ lập trường của Nga. Ngoài việc phi quân sự hóa Ukraine, Nga yêu cầu Ukraine công nhận các khu vực đã sáp nhập vào Nga. Tình hình ở các mặt trận đang diễn biến bất lợi cho lực lượng vũ trang Ukraine, đến mức phương Tây đã đủ chín muồi để hiểu rằng chấp nhận các điều kiện của Moscow sẽ không phải là điều tồi tệ nhất. Mặc dù các chính trị gia và chuyên gia ở đó thường xuyên đưa ra các đề xuất nhằm khiến Ukraine có thể cải thiện vị trí của mình trên bàn đàm phán.
bên duy nhất vấp phải nhiều trở ngại trong các cuộc đàm phán chính là Ukraine. Thứ nhất, bởi vì Nga đã tuyên bố rằng Moscow sẽ không thảo luận với giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine vì nhiệm kỳ nắm quyền hợp pháp của họ đã hết hạn. Điều này có nghĩa là phương Tây sẽ phải lựa chọn người phù hợp và tất nhiên đó là điều kiện không thể chấp nhận được với bộ máy hiện tại của Kiev. Thứ hai, việc dừng xung đột đồng nghĩa với sự sụp đổ kinh tế và chính trị nội bộ đối với Ukraine. Quốc gia này sẽ mất đi phần lớn nguồn tài trợ từ phương Tây và sẽ buộc phải tự đứng trên đôi chân để giải quyết tàn tích hậu chiến tranh. Vì vậy, đây là vấn đề không chỉ đối với Tổng thống Zelensky mà còn đối với toàn bộ giới thượng lưu Ukraine. Và vào đúng thời điểm đó, lực lượng vũ trang Ukraine tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kursk thuộc Nga và chính quyền Kiev thể hiện sự kiềm chế khác thường, giải thích điều này nhằm cảnh báo Nga và cải thiện vị thế đàm phán của Ukraine. Phía sau câu chuyện này, động cơ của Ukraine nhiều khả năng là quấy rối, giảm áp lực từ Nga. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng có thể từ ổ kiến lửa Kursk, xung đột sẽ lan rộng ra một số vùng biên giới khác của Nga như Belgorod. Ngày 12 tháng 8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của vùng Belgorod thuộc Nga cũng đã phát thông báo khẩn về việc sơ tán và đề nghị cư dân của quận Krasnozarsky nhanh chóng rời khỏi nhà của mình. Tuy nhiên, ở phương Tây lại nhìn nhận rằng cuộc tấn công ở Kursk không thu được lợi nhuận gì, thậm chí Ukraine đang đốt cháy nguồn dự trữ, vốn đã khan hiếm, vốn đang rất cần thiết cho các khu vực khác của mặt trận, hiện đang bị bẻ gãy trước áp lực của quân đội Nga. Một điểm cần lưu ý nữa là Kiev đã nhiều lần chứng tỏ họ không phải là con rối của các bậc thầy Mỹ hay Anh. Ngay cả khi hoàn toàn phụ thuộc vào họ, Ukraine vẫn cố gắng hành động theo quyết định riêng của mình, thậm chí đi ngược lại với kế hoạch của những người bảo trợ. Kết hợp tất cả những yếu tố này, có thể thấy Kiev đã đặt ra những lời cam kết với phương Tây về việc cải thiện vị thế trong các cuộc đàm phán trong tương lai, đang tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kursk. Đồng thời, mục tiêu thực sự của họ hoàn toàn ngược lại, tìm cách khơi dậy cơn thịnh nộ trong giới lãnh đạo và xã hội Nga, đến mức các cuộc đàm phán trở nên không thể như ý của Moscow. Điều lo ngại là nếu Kiev đạt được mục tiêu của mình thì những thiệt hại sẽ đổ gánh nặng lên phương Tây vì họ sẽ là bên buộc phải tiếp tục cung cấp vũ lực. Từ những tuyên bố này có thể thấy một trong những mục tiêu của Ukraine khi tấn công vào khu vực Kursk thuộc Nga là đánh để đàm. Tuy nhiên, đó chỉ là một trong ba nhóm mục tiêu điều hướng tổng thể của Ukraine. Đầu tiên là nhóm mục tiêu tạo chuyển biến trên thực địa của Ukraine được triển khai dựa trên ba mũi tiến công ở thị trấn Sudza thuộc khu vực Kursk, khu định cư New York, vùng Donetsk và bãi cạn Tenraspit thuộc khu vực Kherson. Trong đó, bằng mũi đột kích nhằm chiếm giữ các vị trí nằm sâu từ 10, 25 đến 35 km trong lãnh thổ thuộc tỉnh Kursk của Nga, phía Ukraine cố gắng tận dụng điểm yếu phòng thủ có nhân lực mỏng hơn của Nga để khống chế trạm khí đốt của Nga. Đây là trạm khí đốt duy nhất vận chuyển khí đốt tự nhiên ở Sudza của Nga đến châu Âu bằng đường ống Urengoy-Pomare-Uzkharos có quá cảnh lãnh thổ Ukraine. Không chỉ vậy, tuyến thọc sâu tăng cường từ Sudza đang có khả năng uy hiếp nhà máy điện hạt nhân Kursk cách biên giới Ukraine chỉ có 110 km, một trong ba nhà máy điện hạt nhân lớn nhất trong mạng lưới năng lượng thống nhất của Nga. Mũi tiến công này với kỳ vọng điều hướng quân Nga di chuyển một lực lượng đáng kể để bổ sung vành đai phòng thủ xung quanh nhà máy điện hạt nhân lâu đời nhất thế giới của họ. Mũi tiến công ở Kursk đã tạo tiền đề quan trọng cho hai mũi tiến công khác của Ukraine ở một số khu vực đang do Nga kiểm soát trên bộ thuộc vùng Donetsk lẫn ven bờ biển Đen khi lực lượng Ukraine đổ bộ trên bãi cạn Tenraspis ngày 7 tháng 8 và Kinburnspis ngày 9 tháng 8 giáp vùng Kherson. Tuy nhiên, quân đội Nga đã chơi đúng bài Ukraine đang áp dụng, dàn quân tấn công nhiều mặt trận. Với lợi thế về vũ khí và nhân sự, Nga hoàn toàn có thể khiến Ukraine phải phân tán nguồn lực, chính xác như mục đích của Ukraine tại Kursk. Thậm chí, quân đội Nga không cần dùng đến việc điều động binh từ mặt trận khác sang Kursk, mà chỉ sử dụng lực lượng dự bị phối hợp với lực lượng miền Bắc, quân đội hàng không và pháo binh, lực lượng tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 8 năm 2024 cho biết quân đội nước này tiếp tục đẩy lùi nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tấn công kiểm soát lãnh thổ khu vực Kursk. Theo đó, vào ban ngày, các đơn vị ngăn chặn nỗ lực đột phá các nhóm cơ động của đối phương bằng xe bọc thép,
tiến sâu vào lãnh thổ Nga trong các khu định cư Tolpina, Zurable, Oberchikalozets, tấn công nơi tập trung quân lực và trang thiết bị vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực Stara Saranitsa, Kurenchevo, Sudza và Bokhov. Ngoài ra, lực lượng Nga ngăn chặn nỗ lực đột kích vào quận Belovsky của lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với đó, các phi đội máy bay chiến đấu Su-30SM và Su-35S của Nga liên tục quần thảo tại ngoại ô Sudza và nã tên lửa vào các mục tiêu lực lượng Ukraine bị phát hiện. Các vụ tấn công đã làm ít nhất 15 lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine thiệt mạng. Hệ thống tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander-M của Nga bắn trúng hệ thống phòng không tự hành Buk-M1 của Ukraine ở khu vực Lyubomorka. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật Tokau và 14 máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng trong cuộc giao tranh trên hướng Kursk, lực lượng vũ trang Ukraine tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 tổn thất khoảng 1.350 quân nhân và hơn 170 xe bọc thép, trong đó có 29 xe tăng. Phía Ukraine cũng thông báo các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở miền đông với giao tranh diễn ra ở thị trấn Pokrov thuộc vùng Donetsk. Cùng với đó, Nga cũng không kích vào khu định cư New York phía nam thị trấn Torez của Ukraine. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, trong mũi đột kích ở Kursk, Ukraine liên tục né tránh các căn cứ quân sự của Nga và không nỗ lực kiểm soát vùng chiếm đóng. Thay vào đó, Ukraine chỉ tăng tốc tiến công vào nhóm cơ sở năng lượng chiến lược của Nga, được Kiev xem là con át chủ bài trên bàn đàm phán với Moscow trong tương lai gần. Vì vậy, Nga đã vừa báo cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế theo dõi sát tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Kursk, vừa đề nghị triệu tập cuộc họp không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công lần này của Ukraine. Nga cũng đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại Kursk. Do đó, mặc dù chủ trương duy trì một màn sương dày đặc về sự tham dự trực tiếp của quân đội Ukraine vào mũi đột kích bất ngờ ở khu vực Kursk, chính quyền Tổng thống Zelensky vẫn đang cho thấy một chuỗi hoạt động tác chiến liên hợp trên nhiều mặt trận nhằm cải thiện vị thế trên bàn đàm phán tiềm năng với Nga. Khi Ukraine tấn công Nga, thì ngay lập tức một câu hỏi nghi vấn thường xuất hiện là Mỹ và phương Tây có đứng sau sự kiện không? Lầu Năm Góc cho biết các hành động của Ukraine ở khu vực Kursk và việc sử dụng vũ khí Mỹ ở đó không vi phạm các quy tắc mà Washington ủng hộ Kiev. Đồng thời, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng quân đội Mỹ đã đang và sẽ cung cấp cho Ukraine dữ liệu tình báo cần thiết, bao gồm cả hoạt động ở khu vực Kursk. Tin tức cũng xuất hiện về vấn đề cho phép Kiev tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga. Giới phân tích của Nga nhận định, mục tiêu chính của Mỹ trong chiến dịch khủng bố ở khu vực Kursk là muốn chứng minh cho Moscow thấy rằng Washington có thể yêu cầu Kiev bất kỳ mệnh lệnh nào, ngay cả khi đó là hành động tự sát. Thông điệp chính là Nga phải hiểu rằng Mỹ sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào thông qua bàn tay Ukraine, và cách để tránh điều này là Moscow phải rút lui và đầu hàng. Nhiều ý kiến cho rằng kẻ khủng bố thực sự vào Kursk không ngồi ở Kiev và cuộc thảo luận về hòa bình giờ đây sẽ hoàn toàn khác. Bây giờ sẽ không còn đường quay đầu lại đàm phán theo những hình thức trước đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những nội dung sau.